Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triệt phá một ổ nhóm thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu. Trong đó, bằng hình thức thổi giá cổ phiếu, sử dụng nhiều tài khoản để liên tục tung hô, lôi kéo các nhà đầu tư mua cổ phiếu CMS. Trần Bình Minh, sinh năm 1982, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, cùng 6 đồng phạm thu lời bất chính từ nhà đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Liên tục sử dụng những câu từ kích động, hô hào để lùa gà nhà đầu tư, thậm chí cam kết bồi thường 1 tỷ nếu cổ phiếu không sinh lời. Đây chỉ là một vài trong nhiều chiêu trò được Trần Bình Minh đưa ra nhằm dụ dỗ nhà đầu tư đi vào bẫy chứng khoán. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, thông qua hoạt động tổ chức các hội nhóm trên mạng xã hội, ổ nhóm do Trần Bình Minh cầm đầu đã cấu kết lôi kéo nhiều thành viên liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán. Các đối tượng thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp, sau đó cùng nhau thổi giá ảo để bán ra kiếm lời, lừa nhà đầu tư. Ngoài việc là đưa các cái thông tin tích cực về cổ phiếu CMS trên các hội nhóm Zalo, Telegram, thì các đối tượng còn thường xuyên tổ chức các cái buổi offline để mà giới thiệu về công ty, giới thiệu về các cái dự án công ty. Ngoài ra thì còn đưa ra những cái lời cam kết, hứa hẹn khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu CMS thì sẽ được hưởng lợi tức rất cao, hoặc là đưa ra tạo nhiều những cái tài khoản ảo, nhiều những cái tài khoản trong hội nhóm để liên tục comment những cái bài viết rất tốt về cổ phiếu này. Đặc biệt trong nhóm nếu mà có các thành viên nào ở bên ngoài vãng lai mà comment tiêu cực, đưa ra những thông tin xấu mà ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu CMS thì các cái trưởng nhóm hoặc các cái admin sẽ kích các cái hội viên này đẩy ra khỏi nhóm. Kết quả xác minh các tài khoản ngân hàng xác định trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trần Bình Minh đã thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng. Về phía các nhà đầu tư, người nhiều có thể bị thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng, người ít thì hàng chục triệu đồng. Cũng khuyến cáo các nhà đầu tư khi thực hiện mỗi quyết định của mình thì cần chú ý tìm hiểu kỹ thông tin về công ty, tình hình sản xuất kinh doanh cũng như là tình hình tài chính để đưa ra các cái quyết định đầu tư phù hợp với cả cá nhân mình, tránh bị các đối tượng lợi dụng và từ đó gây ảnh hưởng cũng như là bị đầu tư thua lỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023 cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Số điện thoại di động: 0993 297 726.